17. Thất lạc trong giọt nước Tí Hon. Tụi mình không thể nào là mối đe dọa của vịnh Paradise được. Tụi mình đến đây để cứu nó mà. Sao các em nghĩ là tại tụi chị mà vịnh Paradise gặp nguy hiểm chứ? Không những chỉ vịnh Paradise trở thành sa mạc, những chiếc lá của thế giới Tí Hon cũng đang chết nữa đó. Nói một cách chính xác hơn là một trong các người chính là nguyên nhân. Là ngươi. Em giỡn với chị hả? Chị có làm gì đâu. Ít nhất là không phải lần này. Nhớ lại đi, đó là lúc chị vừa mới đến vịnh Paradise. Thế giới lá Tí Hon mất cân bằng khi đá ánh sáng bị đưa ra khỏi chỗ của nó. Vậy là thiên nhiên giận dữ với chị vì những bông hoa Brandon tặng chị hả? Chỉ một chút xíu thôi cũng làm buồn lòng thế giới hoàn hảo và mong manh như thế giới này. Tụi chị không cố ý làm tổn thương thế giới lá Tí Hon đâu. Chị cam đoan với em như vậy. Ai cũng biết một sự thật là nhóm Queen không bao giờ làm hại thiên nhiên hết. Được rồi, em tin chị. Đi theo em. Em sẽ dẫn các chị đến nơi gây ra các vấn đề. Những rãnh này nó đang chứa gì vậy Chloe? Đây là những dòng bạch huyết đã nuôi sống thế giới Tí Hon đó. Điều này thật là tuyệt vời. Ở đây nhiều lá quá, có vẻ như ai cũng bận rộn hết. Mỗi rãnh cung cấp bạch huyết sống và việc này không bao giờ được ngưng. Ánh sáng ở đằng kia đang yếu dần. Nó đang yếu dần kìa. Phải đó, dòng chảy bạch huyết đang chậm lại. Nó xảy ra khắp mọi nơi. Bây giờ thì mình đã biết bứng rễ của một bông hoa nghiêm trọng như thế nào. Đá ánh sáng nuôi thế giới Tí Hon. Không có bạch huyết, sự sinh trưởng của thảo mộc không bao lâu sẽ biến mất đó. Chị xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra Chloe. Thiên nhiên tuyệt diệu nhưng mong manh của chúng ta, đừng bao giờ quên điều đó. Phải mất hàng thế kỷ để cây cối trưởng thành, nhưng phá hoại chúng thì chỉ cần vài phút thôi. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi đây mà không làm gì hết, phải không Whis? Phải, chắc chắn là chúng ta phải làm cái gì đó. Nhưng làm gì? Nếu chị muốn, chị có thể giúp tụi em tạo thêm đá ánh sáng. Chị có thấy những hạt giống phép thuật kia không? Chúng phải được đặt trong những cái giọng nước cửa thế giới giọt nước Tí Hon. Thế giới Tí Hon khác nữa sao?
Mình không biết nó ở đâu, nhưng mình mong đợi sẽ đến được nơi đó. Chúng ta chỉ cần đi theo cây rãnh có chứa bạch huyết. Được thôi. Mà có thuyền không vậy? Bởi vì chúng ta cần có cái gì đó để nổi lên, đúng không? Hả? Hả? Lặn đi. Chúng ta sẽ vào thế giới tí hon trong nửa giây. Hả? Ồ. Đi nào các bạn. Tụi em sẽ bay và bắt kịp mấy chị ở dưới đó. Đi nào Stella, sẽ vui lắm đó. Mình không biết nữa. Mình thật sự không thích tóc mình bị ướt. Wow, cảm giác nó thú vị làm sao á. Các bạn ơi, nhanh quá, nhanh như chớp vậy. Mình thấy cái này vui hơn ở công viên nước nhiều lắm. Đừng làm mất hạt tiếp thực nha các chị. Đừng lo Chloe, tụi chị nắm chặt lắm. Chụp giỏi quá. Mình không thể biết được là đường rãnh này sẽ chấm dứt ở đâu đây nữa. Và bây giờ mình biết nó chấm dứt ở đâu rồi. Đầu thác. Những bọt bóng này có màu sắc đẹp quá, đúng không lo ra? Chính xác, đó là màu sắc của thiên nhiên đó. Chào mừng đến với thế giới giọt nước tí hon. Thật là không thể tưởng tượng được. Chúng ta đang ở bên trong giọt nước. Tuyệt vời quá đi thôi. Cái gì? Trong giọt nước của thế giới tí hon, hình như bơi lội và bay lượn cũng giống như nhau thôi vậy đó. Nhìn nè, đây là kiểu bơi ngửa đó. Còn mình thì bơi kiểu chao lượn như vậy nè. Nếu các chị vui nhiều như vậy thì sẽ càng thích thú hơn nữa với bọt bóng bay cho coi. Đó là cái gì vậy? An toàn nhất là di chuyển trong thế giới tí hon này. Chị thật không thể nào hiểu nổi tại sao chúng ta phải cố gắng di chuyển trong dòng nước đi lên. Bộ tiên nữ các chị cần phải có lý do cho mọi thứ hay sao? Cứ vui đi Chloe. Đúng đó, thiên nhiên có lý của chính nó.
Đó là cái đẹp thực sự của nó. Hả? Những chú cá bé tí này trông đáng yêu quá đi à. Nhìn chúng thật là giống cá nóc đó, có phải không? Hay là cá bọt nước? Tên của chúng là Hubble. Nhìn chúng làm kìa. Wow. Mình chưa từng thấy thứ gì giống như vậy. Dù mình đã từng thấy rất nhiều điều kỳ lạ. Lạnh quá trời luôn. Mình không thích ở đây chút nào hết. Hả? Chúng ta phải nhanh lên. Không có đèn ánh sáng thì bóng tối sẽ bao trùm mọi vật ngay đó. Hả? Không còn thì giờ nữa đâu. Chúng ta phải đem những hạt giống nhiệm màu vào trong giỏ nước ngay. Chúng ở kia kìa. Chúng ta gần xong rồi. Cuối cùng thì cũng không khó khăn gì hết. Thú tiên cẩn thận đó. Tụi mình phải cứu chúng. Coi chừng, trái cầu đen muốn bắt chúng ta đó. Mũi tên Domino. Nhanh quá.
Mình thấy ớn và mệt. Dây trái banh lớn này quá đi đó. Ngọn sóng Andrews. Và tiếp theo, hãy xem đây. Từng ăn mừng chiến thắng vậy. À, coi chừng. Không. Mình phải kiếm cách thoát ra thôi. Đời đó, Aisa. Squang hả? Làm sao mà em có thể cứu tụi chị được vậy? Là do phép thuật sóng biển của chị giúp cho em mạnh hơn đó. Đặc biệt là khi em chạm vào nước. Chúng ta thắng cuộc chiến, nhưng vinh quang thực sự là đã tạo ra quá nhiều ánh sáng. Hạt giống phép thuật, nhanh lên, đặt mỗi hạt vào một cái võng đi. Nhưng không có gì xảy ra hết. Chúng ta đến quá trễ. Dòng bạch huyết đã ngừng giải rồi. Nhìn kia kìa. Nữa sao? Mi nhận chưa đủ hả? Chị biết mình phải làm cái gì rồi. Squang, chị vẫn cần em đó. Những giọt nước hồi sinh. Đã ánh sáng. Nhìn kìa, chúng đang mọc lên. Đúng rồi, và chúng đang mang ánh sáng trở lại khắp nơi kìa. Cuối cùng cũng xong rồi. Chào nha, bọt nước đen. Đàn cá hấp bô, chúng trở lại rồi. Chúng nó đang cảm ơn các chị vì đã giải cứu thế giới tí hon đó. Tụi chị không thể làm được gì nếu không có em, Louie. Giờ em phải trở về với các bạn của em nè. Gặp được các chị thật là tuyệt vời. Chị cũng rất vui được gặp em đó, Chloe dũng cảm. Thôi nào, những chàng trai đang đợi chúng ta đó. Đợi chờ để bị nghe mắng. Mọi người nhìn kìa, thiên nhiên ở đây tươi mát quá. Họ
họ về rồi kìa. Chào mừng trở về. Chào. Ê, và chào mừng mấy cưng trở về nữa. Tụi mình đi lâu không hả? Thật ra thì các bạn đi không lâu lắm đâu. Cảm ơn phép thuật Tynis đã làm thời gian di chuyển chậm lại. Các bạn thấy gì không? Mọi thứ đã tươi mát trở lại rồi đó. Mới lúc nãy thôi nó còn là sa mạc, và bây giờ thì nó lại trở thành thiên đường thiên nhiên rồi. Mình nghĩ tất cả phải cảm ơn các bạn đó. Mình không thể nói là không phải. Quà cho bạn đây, Stella. Để chúc mừng chứ. Ngừng lại ngay, Brandon. Hả? Bạn không thể nào nhổ những bông hoa này được. Thực ra thì mình... Hãy học tôn trọng những bông hoa. Hãy học tôn trọng cây cỏ. Hãy học tôn trọng thiên nhiên. Hả? Hả? Được rồi, được thôi. Nhưng mà mình... Chloe sẽ cảm ơn bạn vì điều đó đó. Mình chắc mà. Chloe là ai vậy? Hãy